Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Hôm qua thì là một ngày may mắn của mình khi mà có được đinh ba trong buổi đầu tiên tìm kiếm luôn. Và cái đinh ba này thì nó gần bị hư mất rồi. Thế nên mình sẽ bay qua chỗ trao đổi với dân làng để mình ghép vào cái đinh ba này một quyển sách sửa chữa. Ở đây thì mình đã có một quyển sẵn rồi, còn dư đúng một quyển thôi. Đây. Nếu mà ép sửa chữa thì chắc mình sẽ ép thêm cả chậm hỏng luôn á. Và mình sẽ đổi tên thành đinh ba gì đây? Đinh ba của thầy Lộc. Đúng đời luôn. Đúng. À, đinh ba gì thì hơi dài quá. Đinh ba là phải làm đó. Đinh dưới số 3. Đinh ba của thầy Lộc á. Rồi. Đến ba của thầy Lộc còn thiếu dòng chậm hỏng nè. Để đi về nhà ép chậm hỏng vô coi. Cái gì mưa nữa rồi? Sao cứ gài mưa hoài mưa quỷ vậy? Mình sắp đi ra biển nữa để làm việc đó mà còn mưa nữa. Chậm hỏng đâu? Đây, có chậm hỏng luôn nha. Rồi, ghép vô cây đinh ba. Vậy là ha. Xài hơi bị lâu luôn á nha. Rồi, và công việc tiếp theo nữa là mình sẽ đi tới chỗ Stronghold, bước qua thế giới kết thúc ha. Để chúng ta sửa lại cây đinh ba này cái đã. Mình đó có máy farm Enderman thì sửa nó sẽ nhanh hơn. Sẵn tiện qua đây chắc mình sẽ sửa luôn cây xẻng hôm qua mà mình dùng nó đào cát quá trời á. Nó nằm trong ba lô mình. Sửa lại cho nó full double luôn. Làm vậy cho nó tự tin ha. Chứ đang làm mà thấy nó hư cũng hơi rén rén. Sợ bị không đế á, là nó hư mất luôn thì ổn lắm. Công việc hôm nay bắt đầu từ chỗ máy farm sắt trước ha. Hổm rày không có xuống thăm luôn á. Không biết máy farm sắt nó có hoạt động hay không nữa nè. Rồi luôn, đầy kho luôn rồi. Xác định luôn. Đầy kho chứa rồi. Sẽ lấy ra để cho nó hút sắt vô tiếp ha. Quá trời quá đất nhiều rồi. Lấy nhiều nhiều xíu đi. Lâu lâu xuống thăm cái nó bị đầy kho luôn rồi ha. Giờ mình cũng ít khi dùng sắt á nên cũng lâu lâu mới xuống thăm thôi. Giờ bắt chớn bay lên nè. Sau đó vô trong nén hết cái số sắt này thành khối sắt ha. Mang theo qua bên cái chỗ thủy cung luôn. Một stack, hai stack, ba stack. Đem theo tầm hai stack khối thôi là đủ rồi. Thêm một cái đèn hiệu nữa. Còn gì nữa không ta? Trước mắt là vậy đi. Trước mắt là mình sẽ đem như đây đồ qua ha. Qua đó thì mình sẽ bàn tiếp công chuyện. Nhớ rồi. Mình cần phải đem thêm một ít thủy tinh nữa. Đem theo thủy tinh nha. Thủy tinh ở đây. Mấy stack giờ ta? 9 stack đi. Trước mắt là 9 stack. Mỗi thứ mình đem chút chút vậy đó. Rồi khi đó làm việc thiếu cái gì thì chịu khó về lấy thêm thôi. Chứ biết sao giờ. Mà trời thì bây giờ chưa có tối nên chưa có ngủ được. Mình làm việc mình không thích kiểu trời mưa tí nào cả. Nó vừa ồn mà vừa vướng vướng cái màn hình đó. Khó chịu cực kỳ luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ bay thẳng vô trong thủy cung luôn nha. Hôm nay là làm việc ở bên trong thủy cung chứ không phải ở bên ngoài nữa. Bên ngoài Reaper mà. Không có dám đi lung ta lung tung được. Mình sẽ đặt cái đèn hiệu này ngay ở trung tâm luôn á. Tầm đâu đó ngay đây đi. Đặt ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử đặt cái đèn hiệu vô coi nó kích hoạt được mấy tầng ha. Ấy sao nó bị lệch vậy ta? Đúng không? Chết, đặt lệch. Đặt mà cũng bị lệch nữa. Đặt ở trước này ôn nữa mới đúng. Đây, đặt ngay đây. Sáng đi. Khoan. Hình như chỗ này mình cần phải đào lên luôn á. Rồi, sáng chưa? Đó, nó sáng rồi đó. Mà lấy được hiệu ứng. Mới đầu nhanh cấp 2 nè. Ok, có đầu nhanh là được rồi. Rồi dục vô đây. Lấy đầu nhanh cấp 2 ha. Xong. Có chưa? Đây rồi, có đầu nhanh rồi. Ủa sao mà cũng không chưa nhanh lắm á nhờ. Con này mới đầu nhanh 1 hả? Hình như mình chưa đủ tầng, mình còn thiếu một tầng nữa. À ra là vậy. Ok, vậy mình cho thêm tầng nữa đi để mình lấy đầu nhanh 2 luôn.
giờ mới đủ nè, phải về lấy thêm một chặp nữa thì mới đủ số lượng vàng để làm 4 tầng á. Rồi bây giờ thì mình có thể lấy được đào nhanh cấp độ 2 rồi đó. Đúng như trời. Ô nó lại bị lỡ tiếp. Giờ thì lại bị lệch thêm một ô ở đây nữa. Rồi, thử lại. Đào nhanh cấp độ 2 nha. Rồi. Coi coi chuẩn chưa? Đấy, đào nhanh 2 rồi. Đó. Lý do mình lấy đào nhanh 2 là tại vì đào nhanh 2 nó sẽ rất là khác biệt so với đào nhanh 1 ha. Và với cái đào nhanh 2 này thì mình sẽ tiến hành mình dọn sạch cái thủy cung này luôn để cho bên trong này có không gian thiệt là rộng rãi để mình còn làm được cái chỗ farm những cái con guardian ha. Rồi cứ như vậy mà mình đào thôi. Cái đèn hiệu thì mình đã đặt ở giữa rồi nên cũng khá là dễ canh ha. Ý là cúp của mình có ép chậm hỏng các thứ rồi đó nha. Chắc do mình đào dữ quá nên nó rất là mau hư luôn. Rồi khúc này là cái khúc mặt tiền ha, nên mình sẽ không có đào đâu, mình sẽ giữ nguyên hiện trạng ở mặt tiền. Còn phía bên trong này mình sẽ làm cho nó rộng nhất có thể ha. Ui khúc này nhiều khi mình đào ra cũng được á. Khúc này mình đào nó có bị lộ không? À khúc này đào không bị lộ. Rồi bới luôn. Tự nhiên đâu trong thủy cung mình lại có cái đống sỏi này, mình cũng giật mình á. Mình tưởng mình đào nhầm chỗ nào không à, nhưng mà không, nó spawn sẵn ở trong cái thủy cung luôn á. Khá là kỳ lạ luôn á. Ôi trời 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 trời, cây cúp gần hư rồi. Thôi 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 xin. Đi đi sửa cúp thôi, sửa cúp rồi mới làm việc tiếp các bạn à. Hay là lấy cúp kia ta, mình còn một cây cúp dự trù nữa. Cây cúp netherite. Kệ, dùng luôn cây cúp này luôn. Hai cúp mà sợ gì. Một xíu nào hư nốt cây này luôn, rồi mình sẽ đem đi sửa một lượt cho tiện á. Chứ giờ sửa lặng cây cũng mất công lắm. Bay qua bên thế giới kết thúc nữa. Rồi cái đống sỏi này nhìn chướng tai gai mắt kia á. Mình đào nó luôn. Rồi xong phim. Sau một khoảng thời gian cực lực để mình dọn dẹp á, thì cái thủy cung đã được mình làm sạch rồi nè. Cứ tưởng là thủy cung sẽ rộng lắm, nhưng mà sau khi dọn sạch thì mình thấy nó cũng không có quá là rộng á. Cái này gọi là vừa thôi à, chứ không có rộng quá đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ dời cái đèn hiệu của mình đi sang một chỗ khác thôi. Tại vì chỗ này thì nó không còn thích hợp để đặt nữa rồi. Chắc mình chờ đâu đó ra mặt tiền đi ha. Ra trước cổng luôn. Rồi mình sẽ sử dụng cái chỗ trung tâm này, ngay ở chính giữa này, để mình làm cái chỗ farm những cái con Guardian ha. Mấy cái con cá mà nó chích điện á. Ê khoan, hình như bây giờ có mấy vị khách không mời mà tự bay vô đây hay sao nè. Tỉnh queo vậy trời, mấy con chơi vô đây nó ở luôn. Tại mình chưa cắm đốt á nên nó tự nhiên nó vô đây nó ở được ha. Cây thiệt á. Thủy cung của mình chứ không phải là hang dơi đâu. Lao tuyết. Rồi để giờ mình sẽ cắm đuốc cho chắc luôn. Với cả là nếu mà mình không có cắm đuốc á, thì ngoài những cái con dơi này ra, lâu lâu còn có mấy anh hai Reaper nữa. Mình sợ mấy anh hai đó lắm. Nổ mình mấy lần rồi trong series này, tính ra mình cũng hên. Bị Reaper nổ lén mấy lần mà không chết á. Đúng là sống dai thành huyền thoại mà. Mà không biết khi nào mới thành huyền thoại đây. Rồi giờ thì cắm luôn chỗ này nữa là đảm bảo thủy cung có đầy đủ ánh sáng rồi ha. Rồi giờ thì mình sẽ bắt tay vào kiểu như làm cái chỗ farm Guardian thôi. Mình sẽ làm ngay chỗ trung tâm á. Làm trung tâm thì cũng không được. Tại vì cái thủy cung này nó hơi bị méo méo nè, mình thấy nó cứ méo méo kiểu gì á. Mình lùi lại tí được không? Mình cũng ở ngay giữa nhưng mà không có ngay trung tâm lắm, ngay cái đường giữa luôn. Mình sẽ lấy thủy tinh trong cái rương này ra. Đây, mình sẽ làm một cái lỗ tầm 3x3 ha. Còn cái ô nào ô trung tâm nè. À, ngay ô này luôn. Đây, mình ướm lên trên thử. Đào ra cái lỗ 3x3. Đây là cái lỗ để cho những cái con Guardian nó rơi xuống á, để cho mình farm. Rồi mình sẽ xây một cái đường ống lên trên một xíu. Đó. Này xây tầm 7-8 ô vậy đó đi. 1, 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7. Ui nhưng mà làm tới đây nó lại bị vướng vấn đề nữa. Là nó bị cao quá không được, được. Ồ, như vậy thì không có đủ diện tích để làm. Quên nữa ta. Không ổn, không ổn. Khi lên đây thì mình mới thấy phát sinh vấn đề nè.
là phía bên này nó sẽ bị hẹp hơn so với mặt trước á. Như vậy thì không ổn. Vậy là chắc mình phải làm ngay trung tâm của cái thủy cung thật rồi, chứ không có làm lệch được. Con kia, đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Ui, làm được cái thành tựu gì luôn kìa. Một trò đùa vô hại. À, là ném cái đen ba là được cái thành tựu đó ha. Láo nháo. Phóng cái chạy mất dép luôn rồi kìa. Giờn á. Rồi, để mình lắp cái lỗ này lại. Không sao hết. Sai thì mình làm lại. Rồi, giờ thì làm ngay, ôi, ngay giữa cũng không được luôn. Chắc tầm đâu đó ngay đây là vừa nè. Đây, giờ cái lỗ qua đây một tí á. Ngay giữa không? Rồi, ngay giữa luôn. Tiếp tục xây lên y chang hồi nãy vậy đó. Tại nãy mình tính hơi sai á, thế nên phải đập xây lại. Hơi hao kính một xíu ha. Sau một lúc thì mình chợt nhớ ra là mình còn thiếu thêm cát linh hồn nữa. Làm cái máy farm này thì mình cần phải có những cái khối cát linh hồn á. Để một xíu mình đẩy những con cá ở phía dưới này nó lên trên ha. Nên sẽ cần cát linh hồn đó. Và cái ống này thì mình đã xây xong rồi, ống thủy tinh xây xong rồi. Mình sẽ cách ra tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ờ, chừa chừa đếm đây không đúng, đếm bên đây mới đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là ô thứ 8 đúng không? Thì ngay ô thứ 8 thì mình sẽ xây một cái bức tường bằng kính ha. Ngay đây, tương tự ở mấy cạnh còn lại luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngay ô thứ 8 xây một bức tường. Để mình cho nước lấp đầy vô đây ha, thì những cái con Guardian nó mới spawn ra được. Sau khi đã xây xong cái lớp tường bên ngoài để tạo thành một cái lồng kính giống như vậy ha, thì mình sẽ bắt đầu làm thêm một cái lớp đá âm phủ nữa. Mấy cái netherrack này nè, mình ốp ở mặt trên ha, để mình kiểu như là mình ngăn cách nước ở tầng dưới với tầng trên á. Nước tầng trên thì sẽ đẩy vô trung tâm, còn nước tầng dưới thì sẽ đẩy lên ha. Nó sẽ khác nhau, thì như vậy cái máy farm nó mới hoạt động được. Chứ để không thôi mấy con Guardian nó không có bơi vô trong đâu. Nó không có tự động bơi á, mình phải tự đẩy cho nó vô trong theo ý mình muốn mới được. Bây giờ chắc mình phải làm một cái đường để mình đi đi ra đi vô chỗ farm này quá. À, ngay đây luôn đi. Tạm thời thì đào ra. Làm cái đường đi đi á. Lối đi nó không cho phép nên mình phải tự tạo đường đi thôi. Bây giờ thì sẽ tới cái bước mà chúng ta đặt những cái cửa sập ha. Đây là cái bước khá là quan trọng để quyết định coi cái con kẻ giám hộ nó có rớt xuống dưới hay không. Mình sẽ đặt ở trên này 9 cái ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, mở cái hết. Mở cái full hết luôn. Rồi dưới này thêm 9 cái nữa ha. 1, 2, 3. Ủa cái này khó đặt à. 4, 5, 6. Ui giờ sao vô giữa đặt ta. 7, 8. Cái cuối cùng 9. Rồi mở hết luôn nha. Mở toang hết luôn. Như vậy thì những cái con Guardian nó sẽ lọt xuống dưới khi mà chảy ngang chỗ chỗ này ha. Giờ thì tới đặt xô nước nè. Ừ chỗ này thiếu kính. Lắp vô thêm. Đủ không? Ồ vừa đủ luôn. Mình sẽ đặt ở bốn góc trước ha. Góc này mình sẽ đặt ba cái cửa sập. Chỗ này cũng vậy. Ui hình như mình thiếu hay sao rồi ta. Không biết có thiếu cửa sập không nữa. À đủ 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 đủ. Vừa đủ luôn. Đây thêm một cái nữa. Rồi, giờ thì đặt xô nước cho thôi. Mình sẽ tạo một nguồn nước dinh cũ trước rồi đó. Tạo nó đâu đó quanh đây đi. Đặt gì cũng được. Chịu khó đi tới đi lui múc ha. Mình sẽ đổ ở phía trên này một xô trước. Rồi. Tương tự ở bên này. Bên này một xô. Rồi bên này nữa. Và bên này. Như vậy bốn cái nguồn nước này nó sẽ lúc nào cũng đẩy về phía trung tâm ha. Còn ở những chỗ giữa này thì nó đang bị thiếu nước nè. Nên chỗ giữa đó mình cũng cần phải cho vô thêm nước á. Đây mình sẽ cho vô đây thêm một xíu nước. Đó, sau khi đổ xong thì nước lúc nào nó cũng sẽ đẩy về phía trung tâm á. Ví dụ mình là cái con giám hộ nè, mình đang từ từ bị cho vô giữa. Rồi sau đó rớt xuống đây cái bẹp. Ở dưới sẽ là chỗ để mình xử lý ha. Giờ thì tới bước tiếp theo là đổ nước ở tầng dưới. Tầng dưới này thì mình cũng cần phải đổ nước nữa nha. Nhưng mà để cho nó tốt hơn á,
thì mình cần phải đặt thêm cả các linh hồn nữa. Mình sẽ lấy các linh hồn ra để mình phủ hết cái lớp sàn này ha. Như vậy thì khi mà có nước vào á, các linh hồn nó sẽ đẩy nước lên trên và con cá nó sẽ men theo dòng nước ở trên mà mình làm á, rồi rơi xuống trung tâm. Vậy thì mới farm được. Nó hơi ngoằn xà là ngoằn một xíu ha. Rồi, giờ thì ốp các linh hồn cũng đã xong rồi, để mình lên trên mình múc thêm hai xô nước để dành cái đó. Xíu cần làm gì thì có mà dùng nữa. Ui da. Đập ra. Giờ mình cần lên trên đúng không ta? À bây giờ mình hết cần lên trên rồi. Đập cái này ra cũng được. Đập cái này. Sau đó mình sẽ đi ra ha. Một xíu nữa thì những cái con kẻ giám hộ nó có thể rớt xuống bất kỳ lúc nào á, nên bây giờ mình cần phải xử lý ở cái tầng dưới này trước cái nè. Đây là công đoạn mình rất là quái luôn. Là mình phải chiến đấu với những con quái này rồi sau đó cắm đuốc lên á. Ui da. Đi ra, nhấp nhỏ mà xung. Ở dưới này nó giống như cái ổ quái vậy đó. Mình quên cái vụ cắm đuốc nhờ. Ấy y cái thành ra nuôi quái vật luôn. Cố lên, cố lên. Đuốc còn không? Đuốc còn hai mấy cây à? Không đủ rồi. Mà kệ cắm tiết kiệm chắc cũng không tới nổi nào. Nó bắn xong bị dòng gai phản đam chết luôn rồi kìa. Ô là trời. Đây, cắm tàn tàn đi. Giờ thì để tới công đoạn mình cắm đuốc ở dưới dưới đáy thủy cùng trước cái ha. Dưới này phiền phức quá, Ripper rồi các thứ nữa nè. Ừ, nổ đi. Ê, sao nó nổ bánh bánh block kìa. Nó ở dưới nước mà. What the hell? Quậy không à, Ripper ơi. Nữa nè. Đừng có nổ lung ta lung tung nha. Mình giống như vận động viên chạy đua vậy đó. Chạy để né những cái cú nổ của Ripper nè. Mệt thiệt. Ừ, dí đi, dí đi. Phóng cái định bà vô mỏ nè. Chứ dí dí hả? Phóng cái định bà nè, sợ chưa? Ê, nó hư. Trời ơi. Thiệt cái tình. Nó quậy nha, mấy nhóc nhỏ này nó quậy. Hư thi cung của người ta hết. Thi cung người ta gìn giữ mình nổ vậy đó. Chịu nổi không? Nữa nè. Né ra nha, né ra nha. Rồi, trước mắt là cũng đỡ hơn rồi đó. Cũng cắm chút đuốc là nó bớt spawn ra rồi. Rồi, dưới này là chỗ để mình hứng ha. Chỉnh cái. Và phía trên những cái hopper này thì mình sẽ đặt những cái lửa trại ha. Đây là cái để mình có thể giết được cái con Gudan mà mình không cần phải động tay động chân nè. Đó, lửa trại sẽ nướng nó luôn ha. Và đồ sau khi xong thì nó sẽ dồn vô một cái rương. Rồi, ngon lành cành đào rồi đó. Như vậy thì khi mà mình farm Gudan nó sẽ rơi xuống đây ha. Và để chắc cú hơn nữa thì mình có thể gắn kiến ở ngay đây. Là bao an toàn luôn, không sợ mấy con Gudan nó thấy mình rồi nó chích mình đó. Này thì chích chích trong lúc mình làm việc nè. Rồi, có chỗ hứng xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để tiếp tục cái việc làm máy farm á. Thế vậy chứ chưa xong đâu, chưa xong hẳn đâu. Mình cần phải làm cho nguyên cái chỗ này thành nguồn nước vĩnh cửu hết. Tức là bây giờ mình cần phải đi ra ngoài kia. Mình hái những cái tảo bẹ. Tại vì tảo bẹ nó sẽ biến cái nước bình thường thành nước vĩnh cửu trong gang tấc thôi. Này mình hái một tí cái đã. Hái tầm 1-2 phút thôi là vài stack là chuyện quá là bình thường luôn á. Mới đổ được có phân nửa thôi mà bây giờ mình y như chơi thú nhúng luôn rồi nè. Đẩy nước, đẩy mình lên tưng tưng rồi nè. Đã chưa? Đó, một xíu mấy cái con Gudan nó cũng trải nghiệm cảm giác giống y chang mình vậy đó. Cũng được chơi nhảy tưng tưng vậy luôn. Rồi, xong phim. Giờ thì mình có thể đập mấy cái ở phía trên này ha. Ôi da. Mình chắc mình phải trèo lên trên quá. Nước ở trên này nhìn có vẻ ngon ngon lành cành đào đấy, nhưng mà ở dưới này thì nó chưa có gì đâu. Đó, thế nên mình sẽ trồng. Ố. Khoan. Giờ trước mắt là mình trồng ở bên cạnh thôi, là ở giữa nó tự động nó phun nước lên. À, hình như nó bị vướng chỗ này sao này. Hình như nó không có nước này. Mình cần phải trồng lên để cho nó thành nước vĩnh cửu trước đi ha. Đó, khi mình trồng lên nó đã bắt đầu thành nước vĩnh cửu rồi kìa. Nhưng mà nó vẫn còn một cái khoảng hở gì đó.
Lạ vậy ta, mình tự chăm nước vô đi, nó không mình thành nước bên cũ thì mình tự chăm cho nó thành nước bên cũ ha. Rồi tương tự ở mấy chỗ khác ha. Sau khi làm xong mà mình vô đây á, mà mình tưng tưng như chơi túi nhúng thì là thành công rồi ha. Ôi nhưng mà chỗ này thì mình có thể đập ra để cho nó hiệu quả hơn ấy. Mình nghĩ thế. Đập ra đi chứ sao thì nó cũng rớt dưới mà. Chỗ này ra thì nó sẽ nhiều không gian để cho mấy con Guida nó rớt xuống hơn ha. Đập nốt luôn. Sợ gì. Đây còn hai ô nè, đập luôn. Rồi giờ thì là bao rớt luôn á. Ê nhưng mà mình cũng không được rớt nha. Mình rớt là đi luôn á. Giống giống là đi luôn, không giỡn đâu. Rồi giờ thì gán lặn xuống dưới để đi qua cánh cửa nè. Có lẽ nó đẩy lên dữ lắm. Bây giờ mình xuống cũng không được luôn. Ê đi đường này. Ừ hé. Rồi cơ bản thì cái farm của mình đã xong rồi đó. Giờ thì mình cần phải AFK ở một nơi khá là cao á. Tầm giống như farm Reaper đó, lên cao tầm 100 ô ha, kể từ chỗ của máy farm. Rồi đã, bây giờ mình lên nóc thủy cung trước rồi đó. Tính từ nóc đi cho dễ. Từ nóc mình sẽ trèo lên 100 ô rồi AFK trở tầm 15-20 phút gì đó. Coi coi được bao nhiêu những cái mảnh cái gì đó. Mảnh thủy tinh, cái gì? Cái mảnh gì đó. Nó tắt ngang mình quên mất rồi. Ê. Mình đang trèo lên thì mình nghe tiếng bẹp bẹp bẹp, cái mình nhảy xuống liền. Nè. À, tinh thể lăng trụ biển. Ui trời ơi, thành công rồi. Như vậy cái farm của mình đã thành công rồi nha. Kìa, nó đang bơi bơi vô kìa. Rồi. Đã. Không biết giờ làm gì, đi áp cá thôi. Ừ, hình như có gì đó sai sai. Ủa, mình áp cá mình đợi. Đợi cho mấy cái con cá nó spawn ra mà, chứ phải. Đợi Phantom spawn ra đâu. Hell no. Con cá này hư hỏng. Con cá hư hỏng này. Oh my god luôn á, kìa. Why nó đứng trên thành bức tường bao quanh giữa mặt nước và thủy cung bên trong. Giống như nó đứng gìn gìn mình nhé. Và dưới này mình cảm giác có một sự lắc lắc nhẹ đó. Rồi luôn, hiểu luôn. Nó đầy rương hàng gì, nó không có hút nổi nữa. Giờ mình đổi nghề nha, mình không làm thầy lọc nữa. Mình chuyển sang bán cá. Úi úi. Đâu gà cái bác dân làng này vậy? Dùm ba dân làng. Không ổn rồi. Phải lấy mấy cái này ra để mình nén lại bớt thôi. Chứ như vậy thì lắc máy chịu không nổi rồi. Quá là nhiều luôn, nó đang cố gắng nó cho vô cái rương của mình á. Chắc mình phải nâng cấp cái kho chứa này lên thôi. Cho nó thật là nhiều thì nó mới đủ sức chứa lận. Chứ bây giờ là tình trạng này là mình thấy là nó chứa không nổi rồi nè. Trong tương lai thì đây chính là nguồn thức ăn mới á. Ăn cá quanh năm suốt tháng cũng không hết đâu. Với cái số lượng nhiều như vậy ha. Nè, mấy stack cá liền luôn á. Và bây giờ thì chắc mình sẽ dành thời gian để làm công chuyện khác thôi. Hôm nay chúng ta đã làm việc rất là cực nhọc ở trong cái thủy cung rồi. Chắc mình sẽ có một chuyến đi khám phá hoặc là đi mai gì đó đi, để chúng ta kiếm thêm tài nguyên ha. Chứ tình hình là cái dự án làm cái đèn hiệu full kim cương của mình nó vẫn chưa có thực hiện được nữa đó. Hiện tại thì mình đã phiêu lưu được bao nhiêu rồi ta? 42 trên 50 cái quần xã trong thế giới Minecraft rồi ha. Vậy là còn cỡ 8 quần xã nữa. Trong đó nếu như mình đoán không lầm thì nó sẽ có cái vùng đồi hoa á. Đó, cái vùng đó thì hơi bị hiếm luôn. Chỗ đó thì rất là nhiều hoa, tha hồ cho mình lấy hoa mang về ha. Hồi sẵn tiện đang trên một cái cao nguyên nè, mình thấy có một cái ngôi làng. Còn có nhà bác thợ rèn nữa. Lâu lắm rồi mình mới gặp lên nhà bác thợ rèn. Mình ra ôm hùng bác thợ rèn cái coi. Mua. Trời ơi dễ thương đâu có ta. Ui biết mình tới cái để sẵn 3 viên kim cương trong luôn nè. Bị gió cái nè. Cây tươi nhờ. Thôi dẹp đi sớm quá. Rồi sẵn tiện xin luôn cái chuông nha. Quà kỷ niệm. À mà quên, giờ mình sẽ làm luôn cái bột nhựa màu hồng. Sau đó làm dấu cái rương của mình cái nè. Cái rương sugar của mình.
Bên chia không? Tại vì nhiều khi mình bị nhầm á, làm màu hồng là không có bị nhầm được. Rồi, giờ bỏ ba lô mình qua bên đi ha. Rồi, giờ thì coi coi trong nhà này còn gì không. Ô, nhà này không có rương. Hầu hết các bé dân làng trong đây đều thất nghiệp ha, không có nghề nghiệp gì ổn định hết. Nếu như mà có dịp thì mình sẽ trở lại đây để dạy nghề cho mấy bé dân làng này. Còn bây giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Không biết đây có phải là cái quận xã tiếp theo không ta? Ồ, nó vẫn là 42/50 này. Ở phía dưới cao nguyên là một cái ngôi làng khác nữa nè. Nhưng mà tiếc thay ngôi làng này thì lại không có nhà bác thợ rèn rồi. Ôi, mình lấy chuông trước mặt mấy bác này, không biết mấy bác này có buồn không nữa. Nhưng mà buồn thì kệ mấy bác, mình lấy thì cứ lấy thôi. Cục xúc thiệt chứ. Mình hơi bị cục xúc á nha. Ôi, dân làng này nhiều kiện rơm thế nhờ. Không biết mình có nên giúp mấy bác này dọn dẹp kiện rơm nhìn cho nó trống trải ngôi làng không ta. Chứ mình thấy mấy cái kiện rơm này là để đây hơi lâu rồi đấy. Kiện rơm là ta phải gom gom nó cho nó gọn gàng. Đấy, ví dụ mình thấy không, mình 22 kiện mà mình để vô đây nè, đấy nó lại gọn không. Cứ để lung ta lung tung, việc gì cũng đến tay mình đó. À, đây còn cái chuông nữa. Rồi, có vẻ là ngôi làng này chủ yếu là các bác nông dân thôi á, nên kiện rơm rất là nhiều luôn. Thôi, mình chỉ mấy bác ấy nhiêu đó rồi, chứ lấy hết kiện rơm của người ta lại mán vốn đấy. Ồ, ở đây có một cái khe nứt. Ui. Ủa? Ồ, chó sôi. Nhưng mà xa nhà mình quá à. Cái này xa nhà mình tầm, mình coi coi mình bay, chắc cũng 2-3 ngàn ô á. Trời ơi, nguyên một đàn sói luôn. 4 em một lượt. Tiếc thế nhờ. Mà lỡ tới cái vùng băng tuyết rồi thì chúng ta phải nên thử nhận mai nha. Trong Minecraft ngoài cáo thường ra thì còn một loài cáo sống ở vùng băng này. Áo áo áo. Ui da. Còn một loài cáo sống ở vùng lạnh giá này nữa, đó chính là loài cáo tuyết ha. Loài cáo màu trắng rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ mà mình gặp được thì sẽ rất là hiếm ha. Mà hôm nay thì mình muốn test nhân phẩm của mình, nên chắc chúng ta phải đi vài vòng ở cái vùng này thôi. Ơ? What? Mình đã gặp được cáo tuyết rồi. Oh my god. Đây là loài cáo tuyết cực hiếm nè. Ôi, coi kìa. Dễ thương cực kỳ luôn. Đó, 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 đó. Quay mặt ở đây cưng. Đang quay vòng vòng kìa, giống như đang chơi với mình nha. Wow, đẹp quá à. Nhưng mà sao có một mình vậy ta? Mình không có thức ăn gì. À, cho gặm cà rốt nè. Đây, 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 mình sẽ đi chậm chậm lại cho ăn cà rốt nha. Nè, cho cà rốt nè. Ui, gặm luôn. Ăn đi cà rốt vàng đó. Đây là món ăn ưa thích của tôi đó. Cho bạn đó. Rồi, ngồi luôn kìa, ngồi trước mặt mình luôn kìa. Quá là đáng yêu đi. Nhưng mà tiếc thay, em này sống khá là đơn độc á, có một mình, không thấy bạn bè đâu ở xung quanh hết. Thôi, giữ đi. Bye bye. Ôi, vậy là hôm nay mình cũng may mắn đấy. Mình gặp được cả cáo tuyết này. Không phải dễ gì mà gặp được đâu. Rồi, bên đây còn có một ngôi làng nữa. Ôi, dân làng bây giờ làm gì ơi? Ôi. Trời đất ơi. Ủa, bác này đâu ra vậy? Ui, bác này dùng biện pháp gì mà chui vô đây được vậy? Đó, các bạn thấy chưa? Nghịch tuyết quá, 180 phút là vậy đó. Cái đầu mắc kẹt vô trỏng luôn. Bó tay bác dân làng đó thì chứ. Nghịch tuyết kiểu gì mà để tuyết mắc kẹt vô đầu rồi tắt thở luôn mà. Sợ thiệt. Bó tay chấm cơm, chấm nước mắm luôn. À, mình nhớ rồi. Mình thấy cát cái mình nhớ mình cần phải tìm cái vùng gì rồi.
Đó là cái vùng sa mạc. Tại vì tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được cái sa mạc nào luôn á. Badland thì mình đã tìm được rồi, nhưng mà sa mạc thì mình chưa thấy á. Đúng khó hiểu luôn, cái vùng dễ tìm thì mình lại không tìm được, mà cái vùng khó tìm thì mình lại tìm ra trước chứ. Sợ thật. Ủa gì vậy? Ui Phantom, Phantom. Phantom này mình phóng cái đinh ba vô mặt nó. Vô đây, chỗ này, chỗ đây. Còn xương này nữa. Hôm nay mình đi săn đêm luôn. Phóng đinh ba này hơi bị chuẩn đấy. Bay xuống đây. Đừng có nhờn. Nhờn á. Nhờn, áo phóng hộp rồi. Phóng hộp thì dùng kiếm. Phóng hộp thì dùng kiếm. Phóng hộp thì dùng kiếm. Không có sao hết. Này thì láo nháo hả? Phóng nè. Xiển niễn bay lên trên liền. Đừng có nhờn nha. Tính nóng võ công cao đấy. Phóng một tiếp à. Võ công không cao lắm. Bắn nó nè. Bắn nó nè. Headshot liền. Thôi không bóp phết chém gió với mấy cái con Phantom đó nữa. Mình sẽ tiếp tục hành trình của mình, đi tìm một vùng sa mạc mới được. Cày cu thế không biết. Người ta chơi người ta đi một hai bữa là gặp sa mạc rồi. Mình đi cả chục bữa không thấy miếng sa mạc là gì luôn á. Mình cũng đang rất là cố gắng để đi tìm sa mạc, nhưng mà có vẻ không khả quan lắm. Nói tóm lại thì trong ngày hôm nay, thành công nhất của mình đó chính là làm xong cái chỗ farm những cái con Golden. Sắp tới là mình chuyển sang kinh doanh cá nha. Các bạn nào muốn mua cá thì ủng hộ mình nha. Ngày mình ship cho chục stack gì đó, ăn mà xỉu luôn. Ngoài ra thì mình cũng có kiếm thêm được một chút đồ trong chuyến khám phá vừa rồi nè. Đa số là chuông từ mấy ngôi làng thôi. Chắc 11 mình cũng có ngày phụ là đi bán chuông nữa đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Và mình sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn ở bên thủy cung này để biến cho nó thành một nơi cực đẹp. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.